Chào các bạn, đây là chiếc bàn phím Fullland Eraser với phiên bản LED cầu vồng Rainbow. Trên màn hình các bạn có thể thấy nút tùy chỉnh LED là Function và PRTCR, CR, SC, Print Cream. Các bạn có thể tùy chỉnh rất nhiều chế độ LED Rainbow thay đổi. Function và PRTSC để thay đổi. Rất nhiều chế độ của phím Fullland Eraser với LED Rainbow. Sản phẩm này có sử dụng switch Blue Sky, có hỗ trợ khóa Windows tiện lợi cho người dùng khi game, tránh trường hợp mà ấn thoát. Hai là các bạn ấn theo FN cộng với SCR LK. Đây là một chế độ cài đặt LED, các bạn có thể cài đặt, các bạn ấn Function FLC sau khi function để thoát ra. Các bạn còn được chế độ cài đặt test theo mình. Các bạn muốn xóa chế độ cài đặt trở về mặc định, các bạn ấn function escape ESC. Không còn nữa. Không còn nữa. Function Power là chế độ của nhà cung cấp và chế độ cả mình cài đặt. Bạn muốn xóa đi, ấn Function Escape. Ngoài ra các chức năng như là function hỗ trợ media F1 đến F6, tăng giảm âm lượng, next bài, tạm dừng cho media. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Fullland Eraser. Xin chào và hẹn gặp lại.